Chào anh em, nay lại lên một cái video để nói chuyện với anh em một tí về ba cái loại kích kỳ phổ biến các bạn nhé. Thì em đang cầm ở đây là kỳ Pro của Mỹ là một, và cái kỳ duy xanh. Ngoài ra còn cái loại duy đỏ nữa. Duy xanh là cái dạng gọi là spray, tức là full. Thì em kiểm chứng cái độ hiệu quả của ba cái loại này. Thì đây là một cái cây mà em hòa một nửa ống duy này, 1/3 ống với 2 lít nước phun 2 lần. Thì các bác thấy kỳ này đã ra rễ các bác nhé. Đấy. Kỳ này ra rễ và mầm gốc phát triển, vẫn đang phát triển. Thì phải nói là cái kỳ duy xanh ấy, nhiều người nói là cái độ pH của nó cao, độ pH của nó cao, nó tầm khoảng 14, cho nên là nó chậm ra rễ. Thì cái này em nói như sau, tức là nó chậm ra rễ, tức là cái việc mà khi chúng ta chọc vào thân ấy, chọc thân bằng duy xanh thì nó đúng là lâu ra rễ thật các bạn nhé, chậm ra rễ. Nhưng mà nếu để phun thì nó sẽ ra rễ rất là nhanh các bạn ạ. Cái loại thứ hai đó là Key Pro của Mỹ. Key Pro Mỹ này thì giá thành của nó là đắt nhất trong các loại kích, đắt nhất và nó thực sự hiệu quả các bạn nhé. Đây, đây là đối với kỳ năm thứ nhất này, các bạn này. Cây này của em nó chết mầm gốc nhưng em kích đúng 2 liều, 2 liều ở thân thì nó lên 11 cái kỳ, các bạn nhìn đúng 11 cái kỳ mà kỳ nào cũng khỏe luôn. Và đặc điểm của loại kỳ Pro này thì nó rất là nhanh ra rễ các bạn nhé. Còn đối với một cái loại thứ ba thì đó là kỳ duy đỏ. Kỳ duy đỏ thì em thường hay chọc trên thân. Đây là cây, cũng cây Phú Thọ của em và cũng đã lên các bạn nhé. Thì xét về độ hiệu quả thì chúng ta có thể chọn giữa hàng của Việt Nam và hàng của Mỹ. Thì cái mỗi cái loại nó có một cái ưu nhược điểm riêng. Riêng thằng Key Pro thì nó rất là nóng và nó cái hiệu quả của nó rất là cao. Và nhưng mà nếu chúng ta sử dụng quá liều ấy, thì nó sẽ dễ gây hoa trên những cái cây mà chúng ta mong muốn ra kỳ nhé các bạn nhé. Đây, ví dụ em chọc cái cây này hơi nặng tay một phát là Pro này, nó ra hoa 4-5 mắt hoa luôn. Đấy, không có một cái kỳ nào, mặc dù ở ở tầm giữa thân luôn. Cho nên là việc chúng ta sử dụng kỳ Pro với cái liều lượng cao thì nó dễ gây hoa. Còn đối với duy xanh thì các bạn có thể sử dụng bằng cái phương pháp phun nhé các bạn nhé. Nhưng chúng ta lưu ý là khi chúng ta phun thì chúng ta tránh cái mầm gốc ra, bởi vì nó có thể là khi bạn nó lên mầm gốc rồi thì nó có thể đẻ kép luôn, tức là mầm gốc của các bạn có thể đẻ nối luôn. Điều đó sẽ làm cho cây nó bị yếu đi. Cho nên là chúng ta tùy mục đích sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại kích khác nhau các bạn nhé. Ở quan điểm của tôi thì tôi vẫn dùng cái hàng hàng Pro này. Pro này nó rất nhạy các bạn. Mặc dù giá cả nó hơi đắt một tí nhưng mà nó rất nhạy. Chỉ cần chấm một phát đây, ví dụ tôi chấm một phát đây là nó lên một phát 4 kg luôn. Các bạn nhìn thấy chưa? 4 kg luôn. Hai mầm gốc 4 kg. Hàng Việt thì nó rẻ đúng không? Tuy nhiên là tất nhiên là loại nào cũng tốt các bạn nhé, nhưng mà tôi thì tôi thích dùng loại này vì nó nhạy. Chỉ một tí bằng cái đầu đầu tăm mà các bạn dí vào thôi là nó cũng có thể gảy lên kỳ được rồi các bạn nhé. Bạn nào kích kỳ thì có thể xem cái video clip này, video clip này. Xin chào mọi người.